kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô, con tên là Un Khánh Ly, đến từ lớp 1B. Hôm nay con xin trình bày bài thơ Ếch Cúm. Ếch cúm, có một hôm ếch cúm tinh nghịch nắp bờ ao, mãi trình bắc cao cao, quyền sắt bên mở cỏ, tới lớp cô hò nhỏ, sắt đâu ếch học bài, cậu gãi đầu gãi tai, tưởng cô em xin lỗi. Con xin hết. Giám khảo và các thầy cô, con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Thi, đến từ lớp 1B. Hôm nay con sẽ trình bày bài thơ Ếch Cúm. Ếch cúm, có một hôm ếch cúm tinh nghịch nắp bờ ao, mãi rình bắt cao cao, quyền sắt bên bờ cỏ, tới lớp cô hỏi nhỏ, sắt đâu ếch học bài, cậu gãi đầu gãi tai, thưa cô, em xin lỗi, em xin hết. Kính thưa ban giám khảo và quý thầy cô, con tên là Trần Thụy Thùy Dung, đến từ lớp 1B. Hôm nay con sẽ trình bày bài Hỏi Mẹ. Hà hỏi mẹ, mẹ ơi, mạ lớn lên gọi là lúa, bê lớn lên gọi là bò, còn con lớn lên thì gọi là gì ạ? Mẹ ôm Hà rồi nói, lớn lên con vẫn là con gái nhỏ của mẹ, con xin hết. Kính chào ba giám khảo và quý thầy cô, con tên là Y Viết Hảo, đến từ lớp 1B. Hôm nay con sẽ trùng bài Hà hỏi mẹ. Hà hỏi mẹ, mẹ ơi, mạ lớn lên gọi là lúa, bê lớn lên gọi là bò, còn con lớn lên thì gọi là gì ạ? Mẹ ôm Hà rồi nói, lớn lên con vẫn là con gái nhỏ của mẹ, con xin hết. Xin kính chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Con tên là A Quốc Thắng. Hôm nay con rất vinh dự được tham gia hội thi đọc diễn cảm với bài đọc Hỏi Mẹ. Mời ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh cùng lắng nghe. Hà hỏi mẹ, mẹ ơi, mạ lớn lên gọi là lúa, bê lớn lên gọi là bò, còn con lớn lên thì gọi là gì ạ? Mẹ ôm Hà rồi nói, lớn lên còn vẫn là con gái nhỏ của mẹ, con xin hết. Con xin kính chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Con tên là A Hữu Hòa, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Lê Văn Tám. Hôm nay con lại rất vinh dự được tham gia hội thi đọc diễn cảm với bài đọc Ếch Cúm. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Ếch cúm, có một hôm ếch cúm tinh nghịch nấp bờ ao, mãi rình bắt cào cào, quên sắt bên bờ cỏ, tới lớp cô hỏi nhỏ, sắt đâu ếch học bài, cậu gái đầu gái tai, thương cô em xin lỗi, con xin hết. Con xin kính chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Con tên là Y Ngọc Thúy, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Lê Văn Tám. Hôm nay con rất vinh dự được tham gia hội thi đọc diễn cảm với bài đọc Ếch cúm. Ếch cúm, có một hôm ếch cúm tinh nghịch nắp bờ ao,
mãi nhìn bắt cào cào, quên sát bên bờ cỏ. Tới lớp cô hỏi nhỏ, sát đầu ết học bài, cộng cái đầu cái tai. Thưa cô em xin lỗi. Con xin hết. Con xin kính chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Con tên là Y Mỹ Kỳ, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Lê Vân 8. Con rất vui khi được tham gia hội thi đọc diễn cảm với bài đọc Voi hổ và khí. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Thua hổ trong một cuộc thi tài, voi phải nộp mạng cho hổ. Khỉ bày mưu giúp voi, khỉ cưới voi đi gặp hổ. Đến điểm hẹn, khỉ quát lớn, hổ ở đâu? Voi tỏ vẻ lề phép, thưa ông, hổ sắp tới rồi ạ. Hổ ngồi trong bụi cây, nhìn ra thấy voi to lớn mà sợ đi. Một con vật nhỏ bé, hổ sợ quá, liền bỏ chạy. Con xin hết. Con xin chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Con tên là Ngọc Nhi, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Lê Văn 8. Hôm nay con rất vinh dự khi được tham gia hội thi đọc diễn cảm với bài đọc Hỏi Mẹ. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Hà hỏi mẹ, mẹ ơi, mạ lớn lên gọi là lúa, bè lớn lên gọi là bò, còn con lớn lên thì gọi là gì ạ? Mẹ ôm Hà rồi nói, lớn lên con vẫn là con gái nhỏ của mẹ. Con xin hết.